Hi, xin chào các bạn. Thì trong clip này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta khởi động chiếc máy pha Lamvita LSD 1 rúp. Thì đầu tiên á, trước khi chúng ta mở máy thì chúng ta phải kiểm tra cái nguồn nước cấp cho máy ha. Nếu như chúng ta cấp nước trực tiếp từ hệ thống thủy lợi thì chúng ta phải qua cái hệ thống lọc. Còn nếu như chúng ta sử dụng nước bình 20 lít để cung cấp cho máy thì chúng ta phải trang bị cái hệ thống kích bơm thì mới đủ cho máy chúng ta ha. Và để khởi động của máy á, thì chúng ta nhìn ở phía trên thân của máy ha, thì chúng ta sẽ có một cái công tắc đây. Đó. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật sang số 1 á, để chiếc máy của chúng ta bắt đầu bơm nước ha. Đó. Nếu như mà khi mà chúng ta chiếc máy chúng ta chưa đủ nước á, thì cái đèn này nó sẽ sáng lên, nó nhấp nháy lên. Đó. Và khi mà nó đã bơm đủ cái lượng nước rồi á, thì nó sẽ tắt đèn này đi ha. Rồi chúng ta đây đã đầy nước ha. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang cái công tắc số 2 trên thân máy ha. Đó. Là máy của chúng ta bắt đầu đun. Đó. Và mọi người coi phần chân thân của máy ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái đèn báo hiệu đây. Đó, nằm ở phía dưới này ha. Cái đèn này là thể hiện là chiếc máy của chúng ta đang đun nước. Đó. Khi mà cái đèn này tắt nghĩa là chúng ta có thể pha chế được. Đó. Ok. Thì đó là dấu hiệu để khi mà chúng ta khởi động của cái máy ha. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua các hệ thống ở trên cái máy chúng ta ha. Đầu tiên đó là hệ thống nút bấm một chạm ở hai bên này ha, nút một short và nút hai short. Đó. Còn nút ở giữa này á, thì đây là nút xả nước ha. Rồi ở hai bên này thì chúng ta sẽ có một cái vòi đánh hơi phía bên này. Đó, công tắc riêng biệt đây luôn. Đó. Và bên này đây là vòi lấy nước sôi và công tắc nằm riêng biệt luôn, giúp capacitor thì chúng ta không thể nhầm lẫn được trong quá trình mà chúng ta pha chế ha, nhưng thuận tiện chúng ta sử dụng. Kèm theo đó ở trên này chúng ta sẽ có hai cái đồng hồ hiển thị, một là cái đồng hồ hiển thị cái hệ thống bơm nước ha. Đồng hồ bên này á, thì thể hiện đó là cái áp suất của cái nồi hơi, giúp cho capacitor chúng ta kiểm soát được cái chất lượng cà phê ra. Và kèm theo đó là cái bảng LED hiển thị thời gian chúng ta pha chế ha. Rồi. Và chiếc máy pha của chúng ta hiện nay á, nó là cực kỳ phù hợp dành cho những quán vừa và nhỏ. Đó, và cho những đối tác đang có dự định kinh doanh cà phê pha máy bán mang đi. Đó, chúng ta sử dụng chiếc máy pha này thì cực kỳ đẹp. Đó, mọi người thấy không? Ngoại hình nó rất chắc chắn luôn. Đó, kết hợp thép không gỉ. Rất là sáng. Và chiếc máy pha của chúng ta thì công suất nó khoảng từ 200 cho đến 300 ly một ngày ha. Và trong thời gian chờ thì chúng ta sẽ coi chiếc máy xay của chúng ta đi kèm với nó là chiếc máy xay Lamvita MX. Thì chiếc máy xay này đặc biệt là nó có hệ thống nút bấm một chạm luôn ha. Thì trên cái thân chúng ta chỉ cần bật công tắc là nó sẽ hoạt động được thôi. Và ở phía dưới này là một công tắc về tản nhiệt ha. Đó. Thì giúp khi mà chúng ta xay nhiều, hoạt động nhiều á, thì sẽ giúp tản nhiệt của máy, giúp máy nó hoạt động êm hơn ha. Rồi đây là hệ thống nút bấm một chặng và chúng ta chỉ cần đổ cà phê đây. Đó. Là được ha. Và để chúng ta chờ xem cái máy của chúng ta đun xong là chúng ta sẽ pha chế thử với cái máy này ha. Ok, và bây giờ đèn chúng ta đã tắt. Đó, và mọi người coi ở trên cái đồng hồ áp suất của nồi hơi ha, nó trong khoảng là từ 1 đến 1.5 như vậy ạ, là chúng ta đã có thể sẵn sàng ta pha chế rồi ha. Rồi bây giờ tôi sẽ pha thử một ly cà phê sử dụng chiếc máy pha Lamvita LSD này ha. Đó, thì với chiếc máy xay Lamvita MX này á, thì với tay cầm 2 shot thì chúng ta chỉ cần nhấn nút 2 shot thôi ha. Sau khi lấy đủ lượng cà phê xong thì chúng ta sẽ đến cái bước là nén. Nén thì chúng ta sẽ nén một lần, xoay nhẹ và nén lại lần nữa. Lưu ý chúng ta không sử dụng cục tem nén để gõ vào thành của tay cầm ha. Và chúng ta lắp cái ngàm của tay cầm vào đúng cái họng đó, ha. Cái vị trí của cái họng pha chế đúng khớp của nó. Rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sử dụng hai tay cầm hai shot. Nên chúng ta sẽ sử dụng cái nút 2 shot ở trên này ha. Đó.
Rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một ly cà phê espresso được pha bằng chiếc máy pha Lavita LSD ha. Và tôi sẽ uống thử xem chiếc máy pha của ta như nào ha. Ừ, mọi người thấy không? Lớp rema cũng khá là dày luôn. Đó. Đây là mặc dù đây là cái ly đầu tiên khi mình ta khởi động máy ha. Thì ly đầu tiên nhưng mà lớp rema cũng cực dày và lớp rema cho nên rất là mịn ha. Cà phê ra cực kỳ đậm luôn. Đó. Và nó lưu giữ được cái mùi thơm của cái cà phê trong này. Cái mùi thơm của hạt Arabica kết hợp với Robusta trong này. Cực kỳ thơm luôn ha. Ok, nếu như hiện nay mọi người đang quan tâm đến bộ combo máy pha Lamvita LSD và Lamvita MX thì hãy liên hệ ngay với Lương Cà Phê. Thì chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cho các bạn. Nếu mọi người thấy hay thì vui lòng cho một like, share và một đăng ký kênh để ủng hộ Lương Cà Phê và theo dõi Lương Cà Phê trong những chương trình lần sau. Hẹn gặp lại các bạn.